Đây là bài viết đã đạt được top 5 tự nhiên mà không có sự can thiệp của SEO. Bài viết dài gần 3.000 từ này, mình đã thực hiện nó hoàn toàn bằng ChatGPT và trong video này mình sẽ cung cấp toàn bộ công thức để thực hiện được điều đó. Có phải quy trình để các bạn viết một bài blog sau khi nhận từ khóa đó chính là cho ChatGPT học sản phẩm, lên dạng ý và viết từng phần cho dạng ý đó mà kết quả trả về luôn chung chung, không hướng đến bất kỳ ai và cũng không lồng ghép thông tin sản phẩm một cách tự nhiên được? Trong video này, mình sẽ sử dụng AI để demo một bài viết hoàn chỉnh mà mình đã làm. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng Form để tìm đối tượng khách hàng tiềm năng cho bài viết của mình. Giờ vào video nha! Vì sao chúng ta cần phải làm điều này đầu tiên mà không phải là việc tạo dạng ý? Ở những video trước, bạn đã biết cách gán cho ChatGPT một vai trò cụ thể trong quá trình trò chuyện với bạn. Ví dụ như ChatGPT có thể trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, một người viết content marketing có 5 năm, 10 năm kinh nghiệm. Nhưng mà một vấn đề ít ai đề cập đến, đó chính là ChatGPT không biết được là nó sẽ viết cho ai và cái người đó có nhu cầu như thế nào. Đó là lý do mà vì sao các bài viết do ChatGPT viết ra luôn mang tính chung chung, không hướng đến một cái đối tượng cụ thể nào. Vì vậy, trong video này, mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Bạn là một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp với chuyên môn trong việc phân tích đối tượng. Vui lòng tạo danh sách đối tượng có thể có cho trong mặt vuông sản phẩm. Hãy cho tôi biết về nghề nghiệp, độ tuổi và lý do họ cần sản phẩm. Trình bày câu trả lời của bạn trong bảng có các cột nghề nghiệp, tuổi và nhu cầu. Trong video này, mình sẽ demo về sản phẩm dầu gội giảm rụng tóc. Như bạn có thể thấy, ChatGPT cung cấp cho chúng ta những đối tượng khách hàng khác nhau nhưng hoàn toàn tiềm năng cho sản phẩm của chúng ta. Thậm chí là có những cái đối tượng khách hàng mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ đến mà nó lại vô cùng khả thi ở trên thị trường. Việc của bạn đó chính là xác định đối tượng khách hàng mà các bạn muốn bài viết của mình hướng đến. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đối tượng khách hàng là mẹ bỉm sữa vì nhóm này có tiềm năng cao trong việc mua sản phẩm của bên mình. Trong video này chúng ta sẽ thống nhất với nhau hai điều. Thứ nhất là về từ khóa hoặc là về sản phẩm thì mình sẽ dùng là dầu gội giảm rụng tóc. Còn đối tượng khách hàng mình sẽ là mẹ bỉm sữa. Xác định đối tượng tiềm năng vẫn là chưa đủ, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu ChatGPT đào sâu hơn về cái nhóm đối tượng này. Và đây là cái mẫu form mà mình đã sử dụng. Bạn là một chuyên gia SEO có uy tín trong việc đưa các trang web lên top trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm. Tôi muốn bạn giúp tôi hiểu về mục đích tìm kiếm của khán giả mục tiêu. Trang web của tôi nói về trong mặt nhọn, chủ đề trang web và hướng đến trong mặt nhọn đối tượng. Trước tiên, tôi muốn bạn phân khúc đối tượng này thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên nhu cầu của họ. Sau đó, tôi muốn bạn viết một hoặc là hai câu về đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Tiếp theo, tôi muốn bạn xác định và mô tả trạng thái nhu cầu của họ khi họ tìm kiếm dịch vụ của tôi. Cuối cùng, tôi muốn bạn liệt kê một số từ khóa mà họ có thể sử dụng khi đang ở trong tình huống đó. Vui lòng trình bày câu trả lời của bạn trong một bảng với mỗi yêu cầu trên là một cột. Ở đây, bạn sẽ được ChatGPT phân tích chuyên sâu hơn về đối tượng mẹ bỉm sữa. Đặc biệt là những từ khóa tìm kiếm có thể có khi họ dùng để search trên Google, ví dụ như là dầu gội chống rụng tóc cho mẹ bận rộn, dầu gội thảo dược cho mẹ cho con bú. Đây rõ ràng là những từ khóa vô cùng tiềm năng. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào khi chính khi phụ mà bỏ qua những từ khóa này thì rõ ràng là chúng ta đã bỏ qua cái cơ hội tiếp cận với khách hàng của chúng ta. Bước thứ hai vẫn chưa phải là lúc mà chúng ta lập dạng ý, vì nếu tạo dạng ý ngay lúc này thì khả năng cao trong tương lai khi mà các bạn chèn sản phẩm vào thì nó sẽ không được tự nhiên và mạch lạc cho bài viết của chúng ta. Đó là điều mà mình đã gặp phải trong suốt thời gian đầu sử dụng Form. Không để bạn chờ lâu, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai nha. Ở giai đoạn thứ hai này, mình sẽ dùng hai câu Form để cho ChatGPT học về sản phẩm. Câu Form đầu tiên chính là: tôi cần bạn thể hiện vai trò của trưởng phòng lập kế hoạch nội dung sale. Nhưng trước khi cung cấp dạng ý cho trong mặt vuông từ khóa dành cho đối tượng khách hàng là trong mặt vuông đối tượng khách hàng, tôi muốn bạn biết về sản phẩm của tôi. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu được sản phẩm của tôi cần tiếp cận khách hàng và từ đó bạn sẽ tạo nên một dạng ý vừa giúp giải quyết nhu cầu của khách hàng vừa giúp tôi lồng ghép sản phẩm của mình vào bài viết một cách tự nhiên được chứ. Mục đích của mẫu form này là để cho ChatGPT hiểu được cái nhiệm vụ ngay lúc này của ChatGPT là phải học về sản phẩm. Sau khi mà ChatGPT xác nhận rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến qua cái câu form thứ hai. Đây là thông tin sản phẩm của tôi cần bạn nắm rõ nó và chưa được lên dạng ý nội dung xem ngay lúc này. Tôi cần bạn nêu ra những khó khăn và mong muốn của trong mặt vuông đối tượng mà sản phẩm của tôi có thể giải quyết được trong mặt vuông thông tin sản phẩm. Ở đây bạn sẽ copy toàn bộ thông tin sản phẩm của mình vào. Càng chi tiết thì càng khiến ChatGPT có nguồn thông tin tốt hơn khi viết bài. Mục đích của câu form này là mình muốn ChatGPT tìm ra những cái vấn đề của đối tượng khách hàng của mình và những cái giải pháp mà sản phẩm của mình có thể mang lại cho nhóm khách hàng đó. Rõ ràng trong kết quả mà ChatGPT vừa đưa ra thì nó đã chỉ ra được những cái khó khăn của khách hàng và những cái giải pháp mà sản phẩm mình có thể mang lại cho nhóm khách hàng đó. Đây chính là một yếu tố quan trọng để bài viết của bạn được mang tính cá nhân hơn và lồng ghép sản phẩm cũng sẽ được tự nhiên hơn. Giờ ở giai đoạn thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành việc tạo dạng ý hoàn chỉnh cho bài viết của mình.
Yêu cầu trong dạng ý của mình lúc này là thứ nhất, bài viết phải giải quyết được vấn đề của người đọc. Và cái thứ hai là sẽ lồng ghép sản phẩm một cách tự nhiên, ưu tiên việc giải quyết vấn đề hơn là việc bán sản phẩm. Và đây là câu frame mà mình đã sử dụng để tạo nên dạng ý có yêu cầu như trên. Đóng vai trò là trưởng phòng lập kế hoạch nội dung sao, tạo dạng ý cho bài viết tối ưu hóa cho trong mặt nhọn, từ khóa, bài viết cần đáp ứng nhu cầu và mục đích tìm kiếm của trong mặt nhọn khách hàng với nội dung chất lượng cao, không lan man, không cung cấp thông tin hiển nhiên. Hãy cá nhân hóa các tiêu đề và phần nội dung, tập trung vào các tiêu đề mà trong mặt nhọn khách hàng thường gặp phải. Sau đó cung cấp giải pháp từ sản phẩm, thiết kế dạng ý chuyên sâu bao gồm từ khóa chính, từ khóa liên quan, mục tiêu và nhóm mục tiêu. Sử dụng từ khóa trong tiêu đề và tiêu đề phụ, liệt kê các câu hỏi thường gặp liên quan đến từ khóa trên Google và đề xuất các đối thủ cạnh tranh trong cùng URL liên quan. Tất cả nội dung phải trình bày bằng tiếng Việt và dài ít nhất là 750 từ. Đây là phần dạng ý hoàn chỉnh mà chúng ta vừa nhận được. Ở đây nó chỉ ra các khi chính, khi liên quan mà bạn cần dàn vào bài viết của mình. Đặc biệt là dạng ý bắt đầu với vấn đề mà khách hàng thường gặp phải để họ cảm thấy được ngay là bài viết này hiểu những gì mà họ đang phải trải qua. Sau đó, ChatGPT đưa ra giải quyết và lồng ghép sản phẩm một cách tự nhiên để người đọc không cảm thấy khó chịu trong quá trình đọc bài. Với chuỗi frame trong video này, bạn đã có thể sử dụng ChatGPT để tạo nên một cái dạng ý hoàn chỉnh. Việc còn lại là chúng ta sẽ sử dụng frame để viết bài. Cần nhớ là sau khi đã có bài viết rồi thì các bạn nên kiểm tra lại bài và đặc biệt là mặt từ khóa ở trong bài viết nha. Cung cấp nội dung chi tiết cho phần sau, tôi sẽ dùng nó để đăng lên blog trên website của tôi. Trong mặt vuông, dàn từng phần trong dạng ý. Lưu ý, no jumping, yêu cầu bài viết phải chuẩn SEO. Dàn tự nhiên vào bài các từ khóa chính, từ khóa phụ, từ khóa tìm kiếm trong bảng phân tích ý định tìm kiếm của đối tượng khách hàng. Mình sẽ copy lần lượt từng phần trong dạng ý để ChatGPT viết bài. Lý do cụ thể thì các bạn có thể xem lại ở video này nha. Bạn sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết cái phần dạng ý của mình.